Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách vừa về thêm một con NA7004. Dòng này chắc hẳn các anh cũng khá là quen thuộc rồi, do Bách thấy cũng nhiều đơn vị họ chia sẻ. Và con này thì Bách mua đấu giá về với tình trạng còn rất là mới. Chúng ta sẽ có thùng nguyên bản và đầy đủ những phụ kiện zin kèm theo. Ở bên này là thùng của nó này các anh. Thùng giấy thì còn khá là lành lặn ha. Và bên trong thì mình sẽ có luôn cả cái phần xốp nguyên bản để chèn cho cái máy nữa. Bên này là một vài cái phụ kiện. Chúng ta sẽ có một sợi dây nguồn zin này. Cái ốc và nắp lưng thì Bách đã tháo sẵn và để ở đây. Và chúng ta sẽ có một cây remote zin theo đúng đời của NA7004 nữa. Cái này là một cái chi tiết tặng thêm cho các anh. Thì cái cục này là của chính hãng Marantz luôn nha, RX101. Cái này là cái cục tiếp nhận Bluetooth để mà chúng ta có thể kết nối với cái này. Nhưng mà cái này á là hồi xưa thì Bách mua riêng, nhưng mà do Bách về Bách không biết xài như thế nào, Bách cũng không biết kết nối như thế nào. Khi mà cắm vào á thì nó lên đèn báo nguồn, nhưng mà không có biết kết nối như thế nào, cho nên là Bách tặng kèm cho các anh luôn, tại vì cái cục này sử dụng cho cái con máy này được. Rồi ok, bây giờ thì Bách sẽ quay kỹ về cái tình trạng máy để các anh xem nha. Về phần gương mặt thì NA7004 nó cũng sở hữu cái ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới của Marantz sau này, đường nét rất là mềm mại ha. Tình trạng thì như các anh có thể thấy, hoàn toàn không có bất kỳ một cái tì vết gì để chúng ta chê trách cả, từ hai cái phần ốp hai bên hông cho tới cái phần mặt ở chính giữa này. Rất đẹp ha. Tất cả các cái nút bấm này hầu như chưa có cái dấu hiệu dùng, tại vì nó vẫn còn ở remote nguyên bản các anh. Cho nên là nút vẫn còn rất là đẹp này, nó không có bị bạc màu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút input. Thì tất cả những cái tính năng ở đây nó đều có ở trên remote hết rồi, nhưng nếu không tiện sử dụng remote thì các anh có thể sử dụng ở đây. Ở đây thì mình sẽ có cái cổng iPod USB là cái cổng này nè các anh. Thì chúng ta có thể khai thác những cái file nhạc như là MP3 hoặc là WAV ở vị trí này. Ngoài ra thì mình sẽ có cái cổng Digital USB. Cái cổng này là USB DAC các anh, để chúng ta kết nối với máy tính. Các anh tránh nhầm lẫn ở chỗ này nha. Rồi, ở đây là optical và đồng trục. Thì những cái này là chúng ta sử dụng rất là quen thuộc nè. Gương mặt rất là hoàn hảo nha. Dòng máy này thì nó sử dụng cái hệ điều hành Win 7 nha các anh. Cho nên là nó sẽ có cái logo Win 7 ở đây. Và tất cả những cái sản phẩm mà nó chạy hệ điều hành giống y chang như là Pioneer N50 hoặc là N50A á, thì nó sẽ có độ trễ nhất định. Ví dụ như các anh chuyển cái tín hiệu đầu vào hoặc là nhận USB gì đó thì nó phải có thời gian chờ ha, kể cả là bật tắt nguồn nó cũng vậy, chứ nó không phải giống như là cái đồ thuần cơ ngày xưa. Đây là khoang nội thất nè các anh. Tân phô này là tân phô EI thông thường nha, chứ không phải là tân phô xuyến, và nó đã được đúc ở trong một cái khối như thế này để chống xung nhiễu nè các anh. Dòng này á thì nó vẫn được sử dụng và trang bị cái dòng chip HDIM thế hệ thứ hai của Marantz. Thì cái này là cái công nghệ giải mã nhạc số độc quyền của hãng, và nó có một cái ưu điểm là băng thông của nó rất là rộng, cho nên là nó cho cái luồng tín hiệu nhạc số đi qua một cách rất là chuẩn xác. Đây là cái công nghệ độc quyền mà chỉ có Marantz nó mới có thôi các anh. Ở khung sườn máy thì chúng ta cũng có thể thấy là tình trạng rất hoàn hảo nha. Cái khoang nội thất của nó cũng tương tự với CD vậy, kín tuyệt đối cho nên hầu như là không có bụi ha. Và phần khung xương thì rất là trắng nè, các anh có thể quan sát luôn về cái phần lường ở bên trên và những con ốc hiển thị ở đây. Rất đẹp ha. Bây giờ thì Bách sẽ tắt nguồn đi và quay cái phần mặt sau để các anh ngắm nhìn tổng thể hơn. Tương tự thì ở vị trí này, sản phẩm của chúng ta cũng giữ được một tình trạng rất là hoàn hảo. Đầu tiên là phần góc cạnh thân vỏ nè, tới bề mặt sơn và những cái chi tiết in ở đây. Đặc biệt là các cái vị trí rắc AV được mạ vàng á, thì các anh có thể thấy là lớp mạ vàng của chúng ta còn rất là đẹp nha. Con này thì được sản xuất vào năm 2011 và lắp ráp tại Trung Quốc. Thì nó sẽ có những con sản xuất lắp ráp tại Việt Nam nữa nha các anh. Thì dòng này nó chỉ sản xuất ở hai nước, đó là Việt Nam và Trung Quốc thôi, chứ hoàn toàn không có ở Nhật. Và cái chi tiết quan trọng á, rất là nhiều anh quan tâm về cái việc là nó sản xuất ở đâu. Nhưng mà các anh có thể để ý là khi mà một cái sản phẩm cùng chủng loại nha, nó xuất cho thị trường Nhật nó khác, xuất cho thị trường châu Á, những cái nước như là Việt Nam thì nó sẽ khác. Thành ra là chúng ta quan tâm cái việc là nó sử dụng cho thị trường nào nó sẽ ok hơn. Ví dụ như con này thì nó sản xuất lắp ráp China với Việt Nam, nhưng mà nó đưa về thị trường Nhật chạy một dòng điện 100V nha, chứ nó không phải là hàng đa cầu điện. Thành ra chắc chắn là cái tiêu chuẩn chất lượng của nó phải đáp ứng cho cái thị trường Nhật rồi. Thành ra là mình cũng tốt hơn hết là nên quan tâm về cái việc nó sử dụng cho thị trường nào thì ok hơn là cái việc mà lắp ráp ở đâu ha. Do là bây giờ đại đa phần thiết bị điện tử là lắp ráp Trung Quốc hết mà các anh. Điện thoại của mình, ví dụ như là iPhone hoặc là Samsung gì đó chẳng hạn, thì nó cũng lắp ráp ở Việt Nam và Trung Quốc hết rồi. Rất đẹp ha. Tất cả những phụ kiện thì lúc nãy có cái nắp lưng là chưa quay cho các anh xem nè. Những cái này thì các anh thấy rồi ha. Nắp lưng của chúng ta cũng còn rất là đẹp nè. Có một ít bụi bẩn mà Bách chưa có lau chùi thôi. Còn ngoài ra thì góc cạnh của nó rất là hoàn hảo và bề mặt sơn thì rất là ok nè.
Đợt này thì mức giá của 7004 nó rẻ đi rất là nhiều so với trước đây rồi các anh. Hiện tại những cái con này chỉ có mức giá là 7 triệu rưỡi thôi nha, nguyên thùng. Cái này thì Bách tặng kèm. Về sau này ví dụ như Bách về con khác thì sẽ không có cái này nha các anh. Cái này thì Bách nói thật tình là Bách cũng không biết là có sử dụng được hay không, cho nên là tặng kèm để các anh về các anh nghiên cứu nha. À, những con khác thì sẽ không có, chắc chắn là sẽ không có cái phần đó. Tại vì Bách chỉ có một cục thôi, tặng kèm luôn. Rồi, ok ha. Trước đây thì 7004 giá của nó rất là cao các anh. Nếu các anh chơi những cái thiết bị giải mã nhạc số các anh sẽ biết, khoảng cách đây khoảng 1 năm thôi thì giá của nó hơn 10 triệu á. Nhưng mà về sau này thì nó ra quá nhiều mẫu mã cho nên là giá của nó càng lúc càng dễ chịu hơn. 7 triệu rưỡi rất là rẻ ha. Rồi anh nào có thêm thắc mắc hay là những cái nhu cầu phát sinh, vui lòng liên hệ trực tiếp với Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ.